thường xảy ra ở phụ nữ và nguy cơ mắc bệnh tăng dần theo tuổi tác. Theo thống kê, dưới 10% ung thư vú xảy ra trước tuổi 40, 25% xảy ra trước tuổi 50 và trên 50% xảy ra sau tuổi 50. Ung thư vú là một bệnh lý ác tính xuất hiện trong các tế bào ở mô của vú. Những tế bào này thường phát sinh từ các ống dẫn hoặc tiểu thùy ở vú, sau đó có thể lây lan trong các mô hoặc cơ quan và các bộ phận khác của cơ thể. Đối với ung thư vú thì giai đoạn sớm thì không có một cái dấu hiệu đau nào hết. Người phụ nữ cũng nên nhận biết một số những cái điều để mà tự mình có thể phát hiện ra ung thư vú. Ví dụ như là tự khám xét cho bản thân, sờ thấy ở trên vú của mình có một cái u bé, ví dụ như bằng hạt đậu xanh, hạt đỗ, hạt lạc, hạt ngô, thậm chí bằng quả táo, hoặc là sờ ở vùng nách bên cạnh thấy một cái hạch nách. Một điều thứ hai nữa là khi quan sát cái tuyến vú của mình thì cái kích thước và hình dáng của cái bên vú mà có u, có hạch ấy thông thường là nó khác thường so với cái bầu vú bên đối diện. Một điều nữa là cái núm vú thì phải quan sát, là bình thường là hai bên là phải cân nhau, nhưng mà khi nó bị bệnh thì thường là nó hay bị kéo tụt vào phía trong và nó hay chảy dịch đầu vú, dịch khác thường. Mà nếu như sờ thấy cả hai yếu tố là u ở bên vú cộng với dịch máu thì hầu hết người ta đã nghĩ đến là ung thư rồi. Bên cạnh đấy, người ta còn quan sát thêm một điều nữa là cái da ở trên vùng có u vú. Thì thông thường cái da đó có thể là có màu đỏ, hoặc là sần da cam, hoặc là có những nếp gấp, hoặc là có thể bị co kéo, lõm xuống. Đấy là những yếu tố khác thường. Việc khám và sàng lọc phát hiện ung thư vú sớm thì đã làm tích cực trong vấn đề điều trị ung thư vú sớm, kéo dài cái khả năng sống cho bệnh nhân. Và ở những giai đoạn sớm thì có thể 100% bệnh nhân là được điều trị khỏi. Như vậy, ung thư vú có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và thực hiện đúng phác đồ điều trị của bác sĩ. Sau đây là một số lời khuyên giúp phòng và điều trị ung thư vú. Đối với những người chưa mắc bệnh, sau kỳ kinh nguyệt 5 ngày, hãy thực hiện những thao tác kiểm tra vú tại nhà. Hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hạn chế uống rượu, bia, hút thuốc lá, tiếp xúc với các chất độc hại. Có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, hợp lý. Chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Đối với những người đã mắc bệnh, cần tuân thủ và thực hiện đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Cần có tâm lý ổn định, mạnh mẽ để chiến thắng bệnh tật. Hơn 7 năm ra đời, An Can tự hào là kênh tư vấn giải pháp cho hơn 10.000 bệnh nhân u biếu. Liên hệ ngay hotline 0899 181 998 để được tư vấn 24/7 bởi các chuyên gia u biếu hàng đầu Việt Nam. Truy cập website ancan.com.vn để biết thêm chi tiết. An Can, xua tan nỗi lo u biếu.